bởi vì khu vực bên tốt chơi vẫn còn khách nắng, mình chưa tham gia thử thách được đâu ạ. Rồi bạn ơi, bạn là một người rất là năng động đúng không? Bên kể là bạn nên chọn bài số 4 đi bạn. Bài số 4 rất là vui, bài số 4 rất là sôi động. Rồi đúng rồi, đúng rồi, bài số 4 giữ nha bạn. Đúng rồi, bài số 4 rất là vui đó bạn. Rồi mình cố gắng là nhảy theo đội nhiều nha. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Có bài thế nào? Rất là sôi động, cực kỳ có giá trị. Bên cạnh đó, chỉ cần tham gia trải nghiệm game trong 4 ngày, chúng ta sẽ nhận thêm một chiếc phiếu bốc thăm trúng thưởng Ultra Book Asus. Bên cạnh đó là một iPad 4 16GB cực kỳ có giá trị. Nếu quả là cơ hội chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi thì đúng rồi, bạn sẽ rất được tốt, bạn nhảy rất là đẹp rồi. Vì vậy chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội thú vị này, hãy cùng đến gần hơn với các công bằng ngay bây giờ để tham gia chương trình thử thách và mang về cho mình rất nhiều phần quà. Đúng rồi, thời điểm của chúng ta đang tăng rất là nhanh. Đúng rồi bạn, cứ như vậy là chúng ta sẽ vượt qua thử thách là 2.220 điểm. Đúng rồi, cố gắng lên bạn ơi. Đúng rồi, cứ như vậy đi bạn. Bạn ơi, phải cố gắng di chuyển cơ thể nữa, hai tay thôi thì không đủ đâu ạ. Quý khách hàng thân mến, vào đúng 17:30 chiều nay, ngay tại tòa nhà Liên Thông Quân, chúng tôi sẽ diễn ra chương trình bốc thăm may mắn. Khi quý khách số một của chúng tôi gắn kết đồng hành vươn cao hòa nhịp sẽ có cơ hội đến thử luôn một lá thăm may mắn. Bạn ơi, mình mời bạn ra sân khấu này để chúng ta rút thăm một bài cho mình. Bạn ơi, bạn chạy rất là đẹp, mình thấy cảm nhận như vậy.